Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đồng hồ Hoàng Nhật. Thì hôm nay em có sưu tập được 6 chiếc nhẫn Mỹ ở đây, là 6 chiếc nhẫn Mỹ hợp kim ha, tất cả đây đều là hợp kim hết. Thì hôm nay là ngày 6 tháng Giêng năm Tân Sửu, thì em cũng xin chúc tất cả mọi người có một cái Tết thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, năm mới phát tài ha. Và đặc biệt là nhớ là đi đâu thì mọi người nhớ đeo khẩu trang nha mọi người. Tình hình dịch bệnh đang rất là căng thẳng thì mọi người chung tay góp sức để nước Việt Nam mình nó có một cái Tết thật là an lành. Rồi để vào vấn đề chính thì hôm nay em có 6 chiếc nhẫn ở đây. Tất cả những mặt hàng nhẫn này em bán ra thì em bao chính hãng 100%. Nếu phát hiện là hàng phách, hàng lên, hàng dựng thì em sẽ đền cho mọi người gấp 10 lần và tặng mọi người chiếc nhẫn đó luôn ha. Rồi hôm nay thì em sẽ xin giới thiệu và nói về một số cái thông tin cơ bản về nhẫn Mỹ để những mà anh em mà mới chơi á, mới vào chơi á, thì sẽ có thêm thông tin để mà lựa chọn cho mình một chiếc nhẫn mà phù hợp với mình nhất. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu về chiếc số 1. Rồi em sẽ nói lần lượt ha. Số 1 giá quên nữa, hôm nay là ngày mùng 6 Tết thì em cũng là ngày khai trương cửa hàng của em, và em cũng muốn là mọi người cũng có một tí lọc, nên là em để những cái giá trên những chiếc nhẫn và cái đồng hồ này nè. Hôm nay em sẽ làm hai clip ha, một clip nhẫn, một clip đồng hồ. Thì em sẽ làm clip nhẫn trước và clip đồng hồ sau. Những giá em dán trên đây là giá là đã có fit họ lọc cho anh em mình hết rồi, nên là mọi người cứ mua thoải mái ha. Những chiếc này là giá là đã hỗ trợ cho mình hết rồi, giá lì xì đầu năm, nên mọi người đừng có mặc cả hay trả giá giùm em ha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi phút thứ hai nữa là do là đơn hàng đầu năm nên em sẽ miễn phí ship hoàn toàn hết, thì anh nào chuyển khoản thì em cũng miễn phí ship, mà cọc thì em cũng miễn phí ship luôn. Thì cách mua hàng bên em là vẫn như cũ nha mọi người, cọc hàng cọc giùm em 200.000, phần còn lại kiểm tra thanh toán cộng với tiền phí bên bưu điện. Thì tiền cọc thì lúc trước là vậy, nhưng bây giờ là hôm nay là ngày mùng 6 Tết thì em sẽ miễn phí ship hoàn toàn cho mọi người. Mọi người chỉ trả đúng cái giá giá này trên đây thôi, và cọc thì mình vẫn phải cọc nha mọi người, tại vì không cọc thì em không đi hàng được. Thì trước Tết thì cũng có anh cũng có cọc, nhưng mà vì lý do gì đó anh không nhận hàng và anh cũng không xem hàng, không kiểm tra hàng luôn, và anh cũng có điện xin lỗi mọi mình rồi. Thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ và quan tâm đến cái kênh Hoàng Đồng Hồ Hoàng Nhật này. Và chỉ là em chỉ miễn phí ship cho những anh đặt cọc ngày hôm nay thôi nha, ngày hôm nay hay trong cái clip này thôi. Thì sau ngày hôm nay thì mọi em vẫn tính ship là bình thường. Riêng hôm nay đặc biệt thì mùng 6 khai trương em sẽ miễn phí ship cho mọi người. Rồi đầu tiên em xin giới thiệu mã số 1 này. Mã số 1 giá 1.868.000 ha. 1.868.000. Phát lọc phát mọi người luôn. Nhẫn thì chúng ta sẽ có hai thông số cơ bản. Thông số đầu tiên là lòng nhẫn. Lòng nhẫn là cái lòng bên trong này nè, để cho mình đi mua coi là có mình có đeo vừa chiếc nhẫn này không. Thì nhẫn Mỹ là tùy duyên nha các anh, thì nếu mà mình đeo vừa thì nó là hợp duyên với mình thì mình có thể đeo được, còn mình quá thích mà mình nó có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn thì mình đeo ngón khác hoặc là mình rà keo để đeo ha. Đây là lòng size dọc là 19, size ngang là 19.8 ha, size cũng khá là to. Đó là hai thông số cơ bản của nhẫn Mỹ là size lòng nhẫn, để cho mọi người biết là mình có đeo vừa chiếc này hay không. Cái size thứ hai đó là size form nhẫn. Đây ạ, form nhẫn có nghĩa là cái bề dày của cái bản nhẫn này nè, coi nó có hợp với ngón tay của mình không. Hay nếu cái lóng tay của mình ngắn quá đi mà đeo cái này nó dài á, thì nó mình hoặc mình cử động nó không thoải mái lắm. Rồi thì đây là cái size form ha, gọi là form nhẫn 18 năm, size lòng trong là
19. Thì nếu anh em nào mà không biết cái size của mình đang hiện là size mấy á, thì mọi người lấy một chiếc nhẫn cưới hay là một chiếc nhẫn nào đó mình mà mình đang đeo đó, ví dụ như chiếc nhẫn cưới này của em đang đeo nè, không đeo giữa ngón này, đeo giữa ngón này, thì em lấy ra em đo thử thì mọi người sẽ biết thôi, mọi người sẽ canh vào đó mà mua nhẫn thôi. Ví dụ chiếc này là 19, size nó là 19, chiếc đó là 19,9 đúng không, là gần 20 đây ạ. Mọi người cứ đoán, cứ phỏng phỏng như vậy ha, coi mình có đeo vừa hay không. Thì tay em là tay phải là 20 nè, nhẫn cưới này là nó em đeo phải 5 vô hơi nhiều, tại con này là phải đeo luôn á. Tiếp theo là hãng của nhẫn là chiếc hãng này, hãng Banfor ha, hãng Banfor, và hợp kim của nó là Celestium. Mỗi một hãng thì nó sẽ có một cái hợp kim độc quyền của nó. Đây là quả tiết của em số 1 ha. Em giới thiệu con số 1 này xong đi rồi em sẽ nói về những thông tin cơ bản về chiếc nhẫn Mỹ ha. Những chiếc mà nó có năm 2000 trở đi thì nó được một cái lợi thế, nó nghĩa là quả tiết của nó rất là mới, quả tiết nó còn rất là mới, rất là sắc nét. Mọi người tất cả quạt tiết, chữ nghĩa rồi hình ảnh gì trên đây á, nó còn rất là đầy đủ ha. Hình người ra hình người, không bị mòn, không bị chóc, không bị bóp nhiều. Đây à. Thì em xin giới thiệu sơ qua về nhẫn Mỹ. Nhẫn Mỹ thì 100% nhẫn Mỹ được làm từ hợp kim, của kim loại. Chỉ có một số ít nó làm từ bạc nguyên chất, gọi là siêu bạc, nghĩa là 100% đó là bạc luôn. Thì cái đó là hình rất là hiếm, rất là hiếm thấy ha. Đa số nhẫn Mỹ thì được làm từ bạc 925, hay thường nếu nó đóng trên cái nhẫn Mỹ á, thì nó để là chữ sterling ha. Sterling 925 có nghĩa là 925% của chiếc nhẫn đó là bạc, còn phần còn lại là những các hợp kim khác để làm tăng cơ tính, làm tăng độ dẻo, độ bền cho chiếc nhẫn. Nếu là bạc không thì nó rất là mềm, anh em nào cô chơi nhẫn bạc thì biết rồi, bạc nó rất là mềm, nên là độ giá trị sưu tầm của nó không cao, ít người chơi lắm, tại vì nó mòn quá nhanh đi, đeo một thời gian là nó mòn, hai nữa là đeo lâu thì nó sẽ bị đen. Đen thì chúng ta phải đi xử lý nó, xử lý thì nó cũng lại mất chi tiết. Tiếp theo là nói về hợp kim ha. Hợp kim thì có hợp kim quý và hợp kim thường. Thì như là hợp kim thì hợp kim của vàng là kim quý, thì ở Việt Nam thấy người ta chỉ nói là vàng với hợp kim thôi, họ tách ra hai thứ đó. Nhưng mà thì nói chung là mình theo số đông ha, tại vì vàng thì nó vẫn là hợp kim, nhưng mà nó là hợp kim của vàng, nó với những chất khác, giống như nó có pha thêm đồng, thêm kẽm, thêm chì, sắt gì trong đó. Thì em xin nói về cái dòng hợp kim trước, thì hợp kim trước đi ha. Tại ở đây em chỉ có hợp kim thôi, em chưa có nhập về nhẫn vàng. Nhẫn vàng em đăng trên Zalo thì cũng mấy anh cũng lấy hết rồi. Thì mỗi một hãng nó sẽ có một cái hợp kim bản quyền, nghĩa là hãng đó nó chỉ xài cái hợp kim đó thôi, và cái công thức pha hợp kim nó thì người ta giữ rất là kỹ. Thì giống như hãng Zotan thì nó họ là hợp kim của họ là Lactium, viết tắt là LMT. Nếu như hãng Banfor, ở đây có chiếc Banfor này của hãng Banfor ha, thì nó là Celestium, viết tắt của nó là CL. Còn đây là nhẫn gì đây? Designer là Saladium. Đây có hãng Zotan không ta? Đây, Zotan đây. Nếu là hãng Zotan thì hợp kim của nó là Lactium nha các anh. Thì mỗi một hãng nó sẽ có một cái hợp kim bản quyền riêng của nó, và không ai lấy được của nó hết. Vì
nãy là Phân em nói về cái vụ mà bạc nó mềm rồi nó mau mòn rồi, thì tới cái thằng hợp kim này thì cái thứ nhất là giá thành nó rẻ, vì nó không có hợp kim quý trong đó thì nó giá thành nó rẻ. Cái thứ hai là cái hợp kim này nó rất là bền, nó cứng, khó gia công, khó làm giả. Hiện tại thì trên thị trường không có hợp nhẫn Mỹ giả hợp kim nha các anh. Nhẫn Mỹ giả bạc có, giả vàng có, nhưng mà nhẫn Mỹ giả hợp kim là chưa có. Em bảo đảm luôn là chưa có, chưa thấy luôn. Nên đeo những chiếc nhẫn Mỹ này rất là yên tâm ha. Hầu như giờ 80% nhẫn bạc trên thị trường là hàng giả, hàng Việt Nam làm rồi đó các anh. Hổm dài cũng có vụ lùm xùm nhẫn Mỹ vàng West Boy giả gì đó, thì cái đó em cũng không biết, em không rành, em chưa có tìm hiểu tới. Rồi nói về cái nhẫn hợp kim đi. Cái nhất là nó rẻ, cái thứ hai là khó làm giả, cái thứ ba là nó cứng, rất là bền nha mọi người. Anh em nào xài sưu tầm á, thì nên sưu tầm nhẫn hợp kim, vì nhẫn hợp kim nó rất là bền, đeo nó không có mòn, mà trừ khi mọi người làm rớt, làm vơi và va đập thôi, chứ những cái này nè mà chúng ta đeo tay nó không bao giờ mòn, phải nói là như vậy, nó rất là bền. Có giá trị sưu tầm rất là cao. Và có, không phải là nhẫn hợp kim, mọi người cứ nghĩ ở nhẫn hợp kim là nó sẽ rẻ, nhưng không phải nha, có những chiếc nó rất là mắc, có những chiếc nó giá từ mười mấy triệu, năm mươi mấy triệu vẫn có nha các anh. Thì với một chiếc hợp kim của trường West Boy, nó sẽ mắc hơn một chiếc vàng của một cái trường trung học đó, nó là như vậy. Thì West Boy nó có thể nhẫn hợp kim có thể 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu gì đó có nha các anh. Tại vì Việt Nam á, mình nghĩ ủa hợp kim mọi người chỉ nghĩ đó là một cục sắt như là một cục inox vậy thôi, mà tại sao nó có giá trị? Thì giá trị của nhẫn Mỹ nó không nằm, nó nằm một phần ở chất liệu, nhưng mà nằm phần lớn nó ở họa tiết và cái giá là và cái trường học của chiếc nhẫn nữa. Giống như cái trường West Boy là cái trường danh tiếng nhất, và học trường đó tốt nghiệp ra chỉ làm tướng thôi, nên là giá trị của chiếc nhẫn đó rất là cao. Tiếp theo nữa là cái vòng gọi là gần với vàng, giống như người ta gọi là bá cấm. Có giống như nếu chúng ta đi quang phổ thì nó có vàng ở trong đó, nhưng mà lượng vàng rất thấp, từ 3K tới 6K thôi. Bá cấm thì nó có tính chất của vàng, nó ngã ngã vàng vậy đó, nhìn nhưng mà đeo thời gian thì nó bị sỉ màu nha các anh. Thì đánh bóng lại thì nó sẽ đẹp. Em chưa có chiếc bá cấm nào hết. Thì bá cấm thì hình như là em nhớ là cái tên hợp kim của nó là Palladium á, Palladium người ta gọi là bá cấm. Thì nó là vàng từ 3K tới 6K thì người ta gọi là bá cấm. Tiếp theo là tới hợp kim của vàng, hay là anh em mình gọi là nhẫn vàng đó. Nhẫn vàng thì có nhẫn vàng trắng và vàng vàng và vàng hồng. Vàng hồng thì rất ít thấy, vàng nó làm từ vàng từ 10K, 14K tới 18K. Vàng 18K thì rất là hiếm gặp. Nói chung là có nhưng là rất là hiếm gặp, tại vì vàng 18K khá là mềm, nên là ít ai làm nhẫn Mỹ, vì nhẫn Mỹ mềm thì nó không có giữ được chi tiết. Thì anh em nào mà đeo nhẫn Mỹ rồi á, thì đeo lại nhẫn Việt Nam chắc em nghĩ là đeo không có được đâu. Thì nhìn hàng Việt Nam nó đơn giản lắm. Cái nhẫn Mỹ này nó dạng như là một nghệ thuật rồi, nó không còn là trang sức nữa. Chúng ta đeo như đeo một bức tranh trên tay vậy đó, nó là cả một nghệ thuật. Mặc dù nó là hợp kim nhưng em thấy là nó vẫn đẹp hơn là, hay anh em gọi là inox đó, thì nó vẫn đẹp hơn là vàng 18 của mình. Thì nhẫn 10K, 14K thì cái đó là độ tuổi của vàng thôi, thì mấy anh cũng biết cái rồi. Vàng trắng, vàng vàng, vàng hồng. Và có một loại hợp kim nữa là hợp kim màu đen. Hợp kim màu đen của hãng Zotten thì nó ghi là Sado. Của Banfor là cái gì đó em quên rồi. Rồi cái đó là về chất liệu ha.
chất liệu của vải của làm nên chiếc nhẫn này. Cái tiếp theo em muốn nói là cái hộp đá trên đây, để cho mấy anh em mình chơi, mới chơi thì dễ tìm hiểu, là hộp đá trên những chiếc nhẫn Mỹ này 99% nó là hộp nhân tạo nhé các anh. 99% nó là hộp nhân tạo, có một số ít là hộp thiên nhiên. Nó dạng như nó đóng như thế này, nó gắn lên như thế này. Đây à, 99 đây à, mấy cái hộp kim cương này là cái hộp kim cương thiên nhiên, nhưng số ít lắm mới có những cái hộp thiên nhiên này. Bởi vậy mới dám nói là 99% đá trên nhẫn Mỹ toàn là đá nhân tạo. Tại sao người ta phải làm đá nhân tạo mà không phải là đá thiên nhiên? Cái thứ nhất, chúng ta sẽ chủ động được cái nguồn đá nè. Ví dụ muốn bao nhiêu cũng có, tại vì mình nuôi phòng thí nghiệm mà, thì mình muốn bao nhiêu cũng có, là mình chủ động được cái nguồn đá. Cái thứ hai chúng ta chủ động được cái hình dạng. Chúng ta muốn nó hình dạng như thế nào thì chúng ta vẫn có thể làm ra được. Ví dụ như đây, màu đỏ, màu sắc, chủ động hình dạng màu sắc của nó nữa, màu đỏ, màu nó hình vuông, hình tròn gì đó thì chúng ta sẽ chủ động được cái màu đó. Cái thứ ba là giá thành nó rẻ. Thì ví dụ như mọi nội là ví dụ như cái này là để ông phòng thí nghiệm đúng không? Ừ, chỉ cần ở nuôi nó phòng thí nghiệm xong lấy ra thì nội chị thôi em cũng thấy rẻ, còn hơn là mình phải đi đào dưới đất đó, rồi xong móc cục đá lên thì thấy nó tốn công tốn sức, thì tốn tiền nhiều nữa, cái ra là rẻ. Nó tại vì mấy cái chiếc này thì nó đã giá trị nó đã cao rồi. Nhưng như ví dụ như một chiếc cái nhẫn inox ở Việt Nam thì bao nhiêu tiền, nhưng mà lên chiếc này là nó 2 triệu mấy rồi, thì cái này nó làm gì cho người dùng nó đỡ phải ngán ngẩm thôi. Nhưng mà những chiếc hộp đá này giá cũng rất là cao nha anh. Những chiếc đá này mà mua ở hãng á, giá là từ 100 đô đến 300 đô một hộp á, tùy hộp nha. 100 đến 300 đô một hộp, tùy hộp. Cái thứ tư nữa là chúng ta có thể làm emblem như nó, hay là muốn đóng gì nó lên đó cũng được nè. Ví dụ nè, giống như cái hộp này của em nè, nó có gắn chữ. Còn có những chiếc nhẫn mà họ gắn nguyên một cái chữ chữ cái lên luôn á, họ dập lên trên đó rồi nó, ở dưới nó có chấu á. Thì đó là ưu điểm của nó. Thì nhược điểm của đá thiên nhiên là gì? Cái nhất là đá thiên nhiên nó mắc tiền nên họ không dùng tới. Cái thứ hai là đá thiên nhiên nó sẽ có bụi. Nếu một viên đá mà viên thiên nhiên á, chắc chắn là ít nhiều thì nó cũng phải có bụi. Mà một viên đá tinh khiết và không bụi thì giá thành nó lại rất là cao. Giống như là đá thiên nhiên thì nó nằm ở dưới lòng đất, thì nó do sức ép của khí quyển lòng đất thì từ từ nó hình thành, thì trong đó chắc chắn nó phải có bụi. Mà nếu mà lựa được chiếc không có bụi, họ không có bụi thì nó lại rất là mắc tiền, nên giá thành nó đội lên rất là cao. Cái thứ ba là nó có dính nứt khi mà gia công á. Khi gia công thì thường cục đá thì nó bự to nhỏ nó khác nhau, thì khi mà gia công lại á, khi mà mài lại thì nó sẽ có những điểm mà không hoàn hảo. Nhưng mà nói vậy không phải là những chiếc này nó người ta nuôi trong phòng thí nghiệm xong người ta không gia công nha. Cái này là nuôi nhẫn này, theo em đọc ở trên hãng á, hãng Zotan á, thì nó là nuôi ở phòng thí nghiệm ở Thụy Sĩ và cắt và đem về nước Đức cắt những cạnh vác này nè. Nuôi ở Thụy Sĩ và đem về nước Đức cắt ha, nên là giá thành của nó cũng khá là cao đấy. Mà hộp cũng rất là đẹp, cũng không thua kém gì hộp của hộp thiên nhiên đâu. Tại vì một viên đá ruby ở Mỹ em thấy giá dao động từ 2.000 đến 3.000 đô. Nếu như các anh em mình thích đá thiên nhiên thì có thể mua một chiếc nhẫn về, xong rồi mua họ đá ruby ở Việt Nam. Tại vì đá ruby lục yên Yên Bái cũng rất là nổi tiếng, thì nó cũng phải chạy qua mua của mình, thì mình không cần thiết gì phải mua cái hộp đá ruby của nó 3-4.000 đô gì đó. Ở đây thì khá rẻ đó, 2-3 triệu gì là có rồi. Hoặc là đá sapphire thì ở Phan Thiết chúng ta có ha. Rồi,
Đó là những gì mà em biết để em chia sẻ về về cái chất liệu làm nhẫn và viên đá này. Rồi em sẽ có gì có những thông tin gì tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các anh ở các clip sau ha, về những về trường học, về các họa tiết trên đây. Thì em xin quay lại vấn đề chính nha các anh, là con mã số 1 này em bán 1.868.000. Hôm nay thì sẽ được miễn phí ship nha mọi người. Size của nó là 20 đi, 19.9, 20 gì đó, form là 18 năm. Của hãng Banfor. 18 năm sẽ là 19, 2 luôn rồi. Đây ạ. Form 19 ha. Rồi. Với lại em nói là nhẫn hợp kim thì em bao quay đầu cho tất cả mọi người ha. Bao quay đầu từ 30%. Nếu cái tình trạng của nhẫn nó còn nguyên vẹn. Nói chung là chạy đeo thì chạy có trầy tróc là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà nó phải nguyên vẹn, nó không bị mớp, không bị vỡ, không bị trầy hộp ha. Thì 30% có nhẫn hợp kim. Hiện tại trên thị trường không ai quay đầu nhẫn hợp kim cả. Thì em hỗ trợ quay đầu cho mọi người để mọi người có thể lên những chiếc nhẫn cao hơn ha. Và nếu như mà em có báo lộn sai hay là báo sai bất cứ cái gì về chiếc nhẫn thì em sẽ hoàn tiền lại cho mọi người. Chứ còn nếu đúng sai mà nhưng mọi người về đeo không vừa là cái đó là lỗi của mọi người nha mọi người. Cái đó thì em phải tính phí quay đầu nha. Không đeo thì em tính phí quay đầu rẻ hơn 20%. Còn lỗi của mọi người thì mọi người phải chịu 30% nha mọi người. Đeo bao lâu cũng vậy, 30% rồi. Và họa tiết nếu giữ gìn chiếc nhẫn này nó còn trong tình trạng tốt thì em sẽ quay đầu 30% cho mọi người nha. Hiện tại trên thị trường không ai quay đầu nhẫn hợp kim hết nha mọi người. Tiếp theo mã số 2. Năm 1981 nè. Họa tiết bắt tay, kiếm, chìa khóa, đồng hồ cát, cái bình đai nhẫn, bên đây men có men màu đỏ nè, có hình chú chó, carry, đây ạ. Mọi người thấy nó giống một bức tranh không mọi người? Hình ảnh mắt mũi, dây xích đồ nó còn rất là đẹp, nói chung những chiếc nhẫn này rất là đẹp. Rồi chiếc nhẫn này size 18.8 nha mọi người. Size 18.8. Form nhẫn 19. Năm 80. Tầm năm 81 nha mọi người. 1981. Ai thích thì chốt giùm em ha. Đơn hàng đầu năm em để giá rất là ok rồi nha mọi người. Tiếp theo một chiếc nhẫn hộp đỏ. 2008 phát luôn. Phát. Thấy số 8, số 9 là số 6 là thích rồi. 2008, tất cả chi tiết còn rất là đẹp, sắc nét. Những chiếc này là như mới luôn nha mọi người. Như mới luôn. Ngựa nè. Anh nào tuổi ngọ thích học đỏ quanh năm thì lấy chiếc này ha, mã đáo thành công nha mọi người. Chiếc này 208, mã số 3, giá 2.168.000. 2.168.000. Anh nào thích thì alo cho em ha. Con ngựa nè. Em có cảm giác là đeo hợp kim á, nó còn nhiều khi nó còn sáng hơn vàng. Vàng với vàng trắng. Vàng trắng đeo thời gian thì chúng ta còn phải đi xi lại đúng không mọi người. Còn những chiếc hợp kim này thì đeo thì nó sáng hoài thôi mà nó còn bền. Hợp kim của vàng thì chúng ta thì nó giữ giá trị tốt. Nói chung là nhẫn Mỹ thì nó chỉ có lên giá thôi, không bao giờ xuống giá.
này, nhẫn này của hãng Sosten ha mọi người. Mọc đời mới nè. Là mà ta nè. Luxtrium. Mã số 3 2.168.000. Con này nãy em quên coi cho mấy anh coi hãng designer Saladium. Anh nào có cần thiết thì cứ chụp màn hình lại mấy cái tên hãng này xem, cứ xem coi là hàng này có hàng đúng là hàng chính hãng không ha. Không đúng em đền gấp 10 lần cho. Tiếp theo, một con cọp năm 2019. Chiếc này phải nói là nó như mới luôn nha mọi người. Gần như là không đeo. Panther là báo à, báo đen. Black Panther. Hộp này màu gì em cũng không biết màu gì luôn. Màu xanh than. Nói chung là chiếc này rất là đẹp. Mọi thứ hoàn hảo. Để em nói sai nha mọi người. Size 18-7. Form 18. Size 18-7. Nè, nãy giờ không lên tay thử cho mọi người xem, em quên. 2019 nè, họa tiết còn sắc nét nè mọi người. Nước sơn zin. Rồi size em báo rồi ha. Form em báo rồi ha. Giá của em mã số 4 này là 2.368.000. Số đẹp cho mấy anh em về sưu tầm luôn. Con này rất là mới nha, coi như là gần như là mới luôn á. Coi như là khách chỉ bóc tem rồi đeo 1-2 lần rồi là đóng lại. Đây là con mỹ Kelvin nè. Mã đáo thành công, thường mã đáo thành công thì mấy anh đeo ngược lại cho ngựa nó quay vô. Cho may mắn chạy về phía mình. Nói chung là đeo nhẫn Mỹ cũng rất là may mắn. Em đeo một con bên là một con 83, một con 86. Phát tài phát lộc. Năm nay đi bói quẻ là đúng bài luôn. Đúng hên luôn. Đây là hai chiếc nhẫn em sưu tầm ha, hai chiếc này em chưa giao lưu nha mọi người. Chưa giao lưu. Để em lên tay từng chiếc này lại cho mọi người xem. Có lỗi quá. Đôi sai đôi ấy mà không lên tay. Con số 2, 1981. Giá 2.168.000. Rồi, còn có 2 chiếc thôi. Chắc mấy anh ngồi nghe em nói chuyện chắc cũng buồn ngủ lắm rồi. Để em tranh thủ á. Còn 2 chiếc nữa. Đây, cái keo này là biện pháp dành cho những ai tay nhỏ mà để mua phải chiếc nhẫn lớn nha mọi người. Tay nhỏ mà thích đeo nhẫn lớn như con này nha, size 20 mà tay em cũng 18 à. Thì em già keo vô em đeo. Rồi hộp đỏ. Đỏ tươi luôn. Thì đỏ thì luôn đem lại may mắn cho mọi người nha mọi người. Con này thì em rà keo rồi, em không cho size dọc được mọi người. Size ngang đi. 20.5. Form 17.8. Form 17.8. Size 20.5, form 17.8.
năm 2000. Họa tiết nè, chim nè. Trong này có cái gì nữa nè. Ôi, con này đẹp lắm mọi người ơi. Cái đai rất là đẹp luôn. BS, BS là trường đại học nha mọi người. Còn mấy chiếc này là trường trung học phổ thông, high school. High school là trung học phổ thông. Còn này là BS nè, college hay gì nè. College. College là cao đẳng đại học. Năm 2000. Con này của hãng Arket Siladium. Những trường đại học thì nó sẽ có giá hơn những trường phổ thông nha mọi người. Những trường này thì có giá là 2.686.000. 2.686.000. Giá rất là đẹp, rất là ok. Ngoại hình còn ok. Hộp mẻ nha mọi người, hộp nó có mẻ nha. Mẻ ở mức chấp nhận được. Nói chung hộp như là đẹp lắm rồi. Những mỹ mà con này của em nè, coi con của em sưu tầm nó mẻ nè, thấy mẻ nhiều chứ ai hỏi nhiều em cũng bán đồ kỷ niệm. Với con này, với con này ai hỏi nhiều cũng bán, tại vì đồ mình sưu tầm mà, tại vì đặc biệt những mỹ bán rồi là không mua lại được nha mọi người. Một chiếc duy nhất thôi, chỉ có một chiếc duy nhất. Rồi, tiếp theo của em đẹp nhất trong lô nè. Của em đẹp nhất trong lô, giá nên là giá của Thành nó cũng cao nhất luôn. Đây, một em nhẫn 1907 1980 mệnh thủy luôn. Mệnh thủy màu bản mệnh, hộp xanh tia. Nếu một cái hộp xanh tia như thế này thì mọi người phải hình như là mua về là giá cũng khoảng cỡ 3 triệu, 3 triệu rưỡi á. Tại vì hiện tại á, nhẫn Mỹ, nhẫn Mỹ ngày xưa là dùng để tặng cho những học sinh xuất sắc của cái trường đó. Còn bây giờ là nó đặt hàng luôn rồi. Bây giờ là mọi người muốn mua thì mọi người chỉ cần đem tiền lên mà đặt hàng nó thôi à, là nó làm cho mình rồi. Nên bây giờ hàng cũng mất giá trị lắm. Thì chúng ta sẽ vô cái hãng mà mình thích đó, hãng Banfor, hãng Jotten, hãng gì đó. Hãng nào thì vô đây nè, xong rồi đó, vô chọn nhẫn xong rồi nó có cái tất các option này. Option nè, vàng trắng nè, vàng trắng nè, hợp kim nè, vàng vàng nè, vàng hồng nè, đó, Banfor Fusion, Argentium Silver nè, bạc sterling nè, không, bạc này là 99925 nè, bạc này bạc nguyên khối nè. À, giống như là một chiếc nhẫn mà nhẫn hợp kim bình thường thôi đó, 500 đô rồi, gần 500 đô nghĩa là gần 10 triệu, hơn 10 triệu à. Đó là mới là chất liệu thôi đó. Mới là cái nhẫn ngoài này thôi nè. Bắt đầu tới hộp. Tới thiết kế bên phải bên trái nè. Nè, chọn cái hình bên trái bên phải nè. Xong rồi á. Xong rồi chọn hộp. Mỗi hộp mỗi giá riêng nữa. Không có tiêu rồi. Nè, hộp nè, hộp đá trơn, hộp đá nạm, hộp đá đơn gì nè. Sao ít dữ ta. Em nhớ là có một clip luôn để lựa hộp luôn mà. Đó, thì bây giờ nhẫn mày, bây giờ là 7. Ngày xưa thì người ta chỉ dành tặng cho những học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của trường. Còn bây giờ thì nó người ta bán thương mại luôn rồi. Nhưng mà giá thành nó cũng rất là cao ha mọi người. Giá thành rất là cao, một chiếc nhẫn là hợp kim thôi cũng đã trên 10 triệu rồi. Bởi vì nói tại sao
hợp kim nó lại mắc, mà người Việt Nam mình cứ nghĩ vàng là lại có giá trị. Không có nha, nhẫn Mỹ nó khác. Nhẫn Mỹ là tùy vào họa tiết, tùy vào năm, tùy vào chất liệu. Đây, chiếc này size của nó là 10, size ngang 20 205, size dọc 188. Form nhẫn 20 nha mọi người, form nhẫn 20. Hộp xanh tia rất là đẹp luôn. Rồi, để kết thúc clip ở đây nha mọi người. Thì chiếc này em đang Zalo với giá là 2.898.000. 2.898.000. Thì giống như nãy giờ em giới thiệu đó, thì cái giá này thì chỉ mua được cái hộp thôi, chưa chắc gì mua được cái hộp mới bên hãng về nữa. Nhưng mà chúng ta lại có một, nguyên một chiếc nhẫn rất là đẹp, rất là sắc nét ha. Hộp con này là còn y thinh luôn nè, không mẻ góc nào luôn nè. Họa tiết hai bên, một anh chàng đánh bóng chày 1980 ha, một chế banh bóng chày ở đây. Nói thật chứ đeo nhẫn Mỹ rồi là đeo là nhẫn Việt Nam là đeo không được nha mọi người. Nó chỉ là một cục nhẫn Việt Nam như một cục thép thôi, còn nhẫn Mỹ nó là một bức tranh, nó là một nghệ thuật. Nhẫn này cũng là nhẫn trường trung cấp, trường trung học phổ thông, high school. Rồi, xin cảm ơn mọi người, đã đã xem và ủng hộ kênh ha. Nếu mọi người thích thì nhấn một like và nhấn nút đăng ký giùm cho Nhật nha, để Nhật có động lực để làm những clip tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người, hẹn mọi người lại các clip lần sau.